Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Chủ đề hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở về câu chuyện của Thiền Am bên bờ vũ trụ ha. Hôm nay tôi lại nói về câu chuyện của Bùi Ngọc Trâm, nhưng mà với một cái góc nhìn là của một người công dân bình thường có cái cảm nhận như thế nào thôi. Hôm nay tôi không nói về câu chuyện của pháp luật, bởi vì trước đây tôi đã từng nói về câu chuyện của Bùi Ngọc Trâm và Lê Thanh Hoàng Nguyên liên quan đến một tờ giấy chứng sinh. Tôi đã nói về câu chuyện pháp luật rồi và tôi đã phân tích ở hai góc độ. Góc độ thứ nhất á, nếu như cái trường hợp là Bùi Ngọc Trâm thật sự đúng như những gì mà giấy chứng sinh của Lê Thanh Hoàng Nguyên trưng ra cho cơ quan chức năng là đúng ha, thì có nghĩa là Bùi Ngọc Trâm đã sinh em bé. Mà Bùi Ngọc Trâm đã sinh em bé rồi thì nó lại có liên quan và nó dẫn dắt đến cái câu chuyện của ông luật sư Trần Quốc Vũ. Vậy nếu trường hợp ngược lại mà cái giấy chứng sinh của Lê Thanh Hoàng Nguyên đưa ra nó không phải là cái giấy chứng sinh thực sự của Bùi Ngọc Trâm, vậy thì Bùi Ngọc Trâm là chưa có sinh em bé, nhưng nó lại quay trở về cái câu chuyện đó chính là Lê Thanh Hoàng Nguyên tại sao lại trưng ra tờ giấy đó, có phải tờ giấy đó là được làm giả hay không, và khi làm giả rồi đó thì nó có tổ chức để làm giả hay không. Bởi vì để làm giả được một cái tờ giấy chứng sinh thì bắt buộc phải thông qua một cái cơ sở y tế, đó chính là Bệnh viện Hùng Vương. Thứ hai là bác sĩ ký tên trên cái tờ giấy chứng sinh đó, và các là y tá nè, hộ lý nè, và những người nhập liệu nữa. Vậy cái câu chuyện một là giấy chứng sinh đó là đúng, còn hai là Bùi Ngọc Trâm chưa sinh em bé. Vậy thì câu chuyện nào đúng? Với cái cá nhân của tôi nhìn nhận qua cái hồ sơ vụ án và với cái quan điểm của tôi thì tôi thấy như thế này. Thứ nhất á, là khi mà cơ quan chức năng làm việc với nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai thì rõ ràng là lúc đó khi mà mình đối diện với cơ quan chức năng có thẩm quyền đó, nếu chúng ta cầm một tờ giấy giả, chúng ta có thật sự dám tự tin để chúng ta trưng ra cho cơ quan chức năng có thẩm quyền hay không? Đây chính là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng mọi người cũng cần phải có một cái góc nhìn nó khách quan nhất. Nếu cái giấy trên tay của chúng ta là một giấy tờ giả, vậy chúng ta có dám trưng ra cho cơ quan công an điều tra hay không? Đây là một cái câu hỏi tôi nghĩ rằng mọi người cũng cần phải khách quan nhìn nhận đi. Với quan điểm của tôi đó thì tôi cho rằng là nếu chúng ta là người cầm giấy chứng sinh giả, chúng ta cho dù chúng ta có gan hùm cỡ nào, cho dù chúng ta có tinh thần thép cỡ nào, chúng ta cũng không dám trưng ra cho cơ quan công an đang điều tra chúng ta. Rõ ràng chưa? Và như vậy tôi cho rằng là với cái góc nhìn của tôi đó thì giấy chứng sinh của Lê Thanh Hoàng Nguyên là một giấy chứng sinh thật chứ không phải là giả nữa. Bởi vì đó, nói cái gì thì nói, Lê Thanh Hoàng Nguyên cũng là một người cũng khoảng là 30 tuổi rồi, đúng chưa? Ít ra thì cũng đã có đi học rồi, ít ra là cũng là lớp 9, lớp 10, lớp 11 rồi. Và ít ra đó là Lê Thanh Hoàng Nguyên cũng đã lên mạng xã hội giao tiếp, giao lưu, cũng như là gặp những cái mạnh thường quân, cũng có giao tiếp ngoài xã hội rồi. Thì ít ra trong cái nhận thức của Lê Thanh Hoàng Nguyên, họ cũng đã có một phần nào đó về ý thức là khi mà làm giả hồ sơ giấy tờ con dấu của người khác đó, thì rõ ràng đây chính là một cái tội danh, đúng chưa? Tội danh theo quy định của pháp luật về hình sự. Cho nên đó, với cái nhìn nhận như vậy, tôi cho rằng cái câu chuyện là Lê Thanh Hoàng Nguyên mà dám cầm một tờ giấy giả đưa ra ngoài để cho cơ quan chức năng nhìn thấy được nó, tôi cho rằng điều đó cho dù có tinh thần thép cỡ nào, Lê Thanh Hoàng Nguyên cũng không dám đâu. Và từ cái góc nhìn ngược lại, tôi cho rằng nếu cái tâm lý có mạnh cỡ đó mà không dám đưa ra, vậy thì thực sự Hoàng Nguyên đã có đưa ra cho cơ quan công an rồi. Và tôi cho rằng tờ giấy đó chính là tờ giấy đúng chứ không phải là sai nữa. Bởi vì nếu mà tờ giấy đó mà sai đó thì rõ ràng là Lê Thanh Hoàng Nguyên sẽ đối diện với nhiều cái khung hình phạt. Thứ nhất là về đang bị điều tra về cái tội danh là điều số 331 rồi, mà nếu lại đưa ra tờ giấy đó nữa thì vô tình lại dính thêm một cái tội nữa là làm giả hồ sơ con dấu của cơ quan tổ chức, đúng chưa? Và thậm chí có thể là các tội danh khác nữa kìa. Nhưng mà lại như thế này nè, khi cơ quan chức năng đang điều tra nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai, lý do gì, hà cớ gì mà Lê Thanh Hoàng Nguyên lại trưng ra tờ giấy này cho cơ quan chức năng? Chúng ta cần đặt ra một cái dấu chấm hỏi ở đây. Bởi vì lúc đó đó, có thể thôi thì Lê Thanh Hoàng Nguyên chứng minh rằng đây chính là con cháu của chúng tôi, và các cháu đó không phải là trẻ mồ côi, bởi vì các cháu đó đang sống cùng với mẹ mình tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tôi cho là như vậy. Bởi vì là cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần khám xét Thiền Am, và những người nhóm Thiền Am đó cũng đã trưng ra được các giấy chứng sinh, các giấy khai sinh. Bằng chứng là đài truyền hình Long An cũng đã có cung cấp lên trên mạng xã hội rất nhiều thông tin như vậy rồi. Và rõ ràng người ta là sống cùng với mẹ thì không thể nào nói rằng là một côi được. Cho nên tôi nghĩ rằng là vì cái lý do cơ quan chức năng cũng đang làm rõ ra những chú tiểu trong ngoặc kép có phải là trẻ mồ côi hay không, thì lúc đó là Lê Thanh Hoàng Nguyên mới trưng ra một cái giấy chứng sinh mang tên là của Bùi Ngọc Trâm. Nhưng mà lại cắt cớ thì một chút xíu nữa, tại sao giấy chứng sinh của Bùi Ngọc Trâm thì lại nằm trong tay của Lê Thanh Hoàng Nguyên mà không phải chính tay của chỗ Bùi Ngọc Trâm lại đưa cho cơ quan chức năng? Đây chính là một cái dấu chấm hỏi mà tôi cũng không thể nào lý giải được lý do vì sao nó là như vậy. Nhưng mà nói cái gì thì nói, với góc nhìn của tôi đó là một người công dân bình thường thôi, tôi quan sát sự việc và tôi thấy rằng cho dù Lê Thanh Hoàng Nguyên có gan dạ cỡ nào đi chăng nữa cũng không bao giờ dám đưa ra một tờ giấy chứng sinh giả cho cơ quan chức năng đâu. Bởi vì là cơ quan chức năng họ phải làm rõ được vấn đề giấy đó là giấy thiệt hay là giấy giả, đúng chưa? Cơ quan chức năng thì trong lúc điều tra họ có quyền liên hệ với Bệnh viện Hùng Vương hoặc là các bệnh viện khác, hoặc thậm chí là những cái đơn vị là cơ sở y tế cấp xã phường ở Bến Tre, Mỏ Cày đó cũng có thể yêu cầu cung cấp được những giấy tờ đó là giả hay thật. Cho nên vì vậy, góc nhìn của tôi rõ ràng tờ giấy chứng sinh của Lê Thanh Hoàng Nguyên trưng ra cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An hoặc là huyện Hòa đó, rõ ràng đây là tờ giấy đúng chứ không có sai. Mà khi tờ giấy này nó đã đúng rồi đó thì câu chuyện của Bùi Ngọc Trâm và với ông luật sư Trần Quốc Vũ rõ ràng mọi người sẽ biết được cái kết quả đó nó như thế nào rồi, đúng chưa? Và đó cũng chính là cái góc nhìn của tôi về câu chuyện là giấy chứng sinh của Bùi Ngọc Trâm liên quan đến Lê Thanh Hoàng Nguyên. Và câu chuyện thứ hai nữa tôi muốn chia sẻ đó chính là câu chuyện liên quan đến cái việc phiên tòa phúc thẩm diễn ra tại Tòa án tỉnh Long An. Một số người đã hỏi tôi trước đây rồi là khi nào xét xử. Tôi cho rằng là khoảng tầm là trong tuần sau là khoảng cuối tháng thì Tòa án tỉnh Long An họ sẽ cho ra cái thông báo, một cái quyết định đưa vụ án ra xét xử. Và tôi nghĩ rằng là khoảng tầm ngày 18 cho đến ngày 20 tây tháng 9 năm 2022 thì chúng ta sẽ có được cái phiên phúc thẩm đối với nhóm người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai. Và anh chị cũng có hỏi tôi thêm rằng là cái phiên xử phúc thẩm đó thì sẽ xử công khai hay là xử kín. Thưa các anh chị, phiên tòa phúc thẩm tôi nghĩ rằng là vẫn diễn ra một cách công khai thôi. Còn cái việc là họ có cho phép truyền đường truyền ra bên ngoài để mọi người dân có quyền theo dõi trực tiếp hay không đó, thì đó chính là câu chuyện của cơ quan tòa án họ quyết định. Bản thân tôi thì cũng không thể nào lý giải cũng như là không thể nào dự đoán được. Bởi vì thì cái sự việc này nó lại phụ thuộc vào cái ý chí và cái quyết định điều hành phiên tòa, cũng như là cho phép hay là không cho phép, phụ thuộc vào cái vị thẩm phán là chủ tọa phiên tòa ngày hôm đó. Cho nên là tôi cũng không thể nào biết trước được rằng là có chia sẻ trực tiếp ra bên ngoài cho mọi người cùng xem hay không. Và câu chuyện thứ ba kết thúc chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đó chính là cũng có một câu hỏi nữa hỏi tôi rằng là khi nào đưa vụ án loạn luân, khi nào đưa vụ án lừa đảo ra xét xử. Thưa các anh chị, thông tin trước đây đó là của vị phó giám đốc công an tỉnh Long An nói rất rõ là cơ quan chức năng đang tiến hành chờ thông tin từ kết quả giám định của cơ quan chức năng y tế có thẩm quyền về dấu hiệu là về sinh học đó, thì chúng ta cứ chờ đi. Và tôi nghĩ rằng là một thời gian cũng dài rồi, tôi nghĩ thôi là có thể là sau cái phiên phúc thẩm vụ án nhóm người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai thì chỗ của cơ quan chức năng y tế họ sẽ đưa và trả về cái kết quả về giám định ADN cũng như là giám định về mặt sinh học cho cơ quan công an tỉnh Long An. Và căn cứ từ đó thì họ sẽ củng cố thêm hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì họ sẽ khởi tố vụ án và khởi tố bị can, còn nếu không đủ điều kiện thì họ sẽ ra một cái quyết định, đó chính là đình chỉ giải quyết tin tố cáo tố giác tội phạm. Bản thân của tôi thì khuyên mọi người rằng là chúng ta cứ chờ thông tin chính thống từ phía của cơ quan chức năng, và chúng ta cũng đừng có nên tin những thông tin đó không phải là chính thống. Đôi khi chúng ta lại có những cái phát ngôn nó lại không có phù hợp, đôi khi chúng ta lại dính vào câu chuyện số 331 nữa. Và thật sự thì trong thâm tâm của tôi cũng muốn chia sẻ một cách nó khách quan nhất. Trong thâm tâm của tôi đó thì tôi thật sự mong muốn là Thiền Am họ không có lụm lon, thật sự là như vậy. Bởi vì là câu chuyện lụm lon đó, bản thân của tôi đó là nó trái với thuần phong mỹ tục, nó trái đạo đức, coi như là đây chính là một trong những cái tội phạm. Mặc dù là cái mối nguy hại cho xã hội nó không đến mức độ như là những cái vụ án về lừa đảo hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, hoặc là có thể liên quan đến là vụ án giết người này kia đó, thì thật sự nó không có cái mức nguy hại đến mức độ trầm trọng như vậy. Nhưng mà thật sự vụ án về lụm lon đó thì nó lại vi phạm nghiêm trọng cái thuần phong mỹ tục, nó vi phạm trầm trọng cái việc phát triển giống nồi của người dân Việt Nam của chúng ta, đúng chưa? Và thật sự nếu anh chị nào mà đã xem kênh của tôi từ rất lâu rồi đó, thì cách này cũng khoảng là hơn 2 năm tôi có chia sẻ trong một buổi livestream rằng là trong thâm tâm của tôi không có muốn cái điều đó xảy ra, thật sự là như vậy. Bởi vì là tôi không nghĩ rằng nó sẽ có cái chuyện đó xảy ra ở ngoài xã hội trong thế kỷ 21 này. Nhưng mà cái việc tôi mong muốn với cái việc nó đã xảy ra hay chưa thì là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là tôi ở đây bênh vực cho Thiền Am. Rõ ràng quan điểm của tôi là không bao giờ bênh vực bất chấp cho một cái phe nào cả. Trong thâm tâm của tôi không muốn điều đó xảy ra, bởi vì cái việc lụm lon đó là nó vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, nó nghiêm trọng về đạo đức xã hội rất trầm trọng luôn. Nhưng thực tế nó đã xảy ra hay chưa xảy ra thì cái đó nó không phụ thuộc vào ý chí của tôi nữa. Tôi chỉ chia sẻ ở góc độ đó chính là tôi không mong muốn nó xảy ra thôi. Còn thật sự nó xảy ra hay không, đó chính là câu chuyện của xã hội. Và tôi cũng khẳng định lại, tôi chưa bao giờ nói rằng Thiền Am có lụm lon hay không, Thiền Am có lừa đảo hay không. Tôi chỉ phân tích sự kiện đó, hành vi đó trên góc độ của pháp luật. Và nếu mọi người mà có hiểu pháp luật á, thì căn cứ vào các hành vi diễn biến thì mọi người tự nhận định, tự khẳng định và tự chốt cho mình hành vi đó theo pháp luật nó có vi phạm pháp luật hay không, và chúng ta có cần thực hiện để noi gương theo nó hay không, hay là chúng ta phải bài xích nó. Đó chính là câu chuyện nhận thức của mỗi người ha. Và đó cũng chính là cái quan điểm của tôi về câu chuyện của ngày hôm nay. Anh chị nào mà đồng ý có quyền comment ở phía bên dưới video, nếu không đồng ý cũng có quyền comment ở phía bên dưới video để chia sẻ về cái quan điểm của mình. Và nội dung của video ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc, và xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật Sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.